Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thị sát các khu vực bị người biểu tình đập phá tại Paris. Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào Chủ nhật 2 tháng 12 đã gấp rút tới thị sát các khu vực bị người biểu tình đập phá trong phong trào tuần hành bạo động Yellow Vest ở trung tâm thủ đô Paris, buộc chính phủ phải cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở khắp nơi. Các bản tin đã loan đây trước đây cho biết, hàng trăm người biểu tình đeo mặt nạ đã châm lửa thiêu cháy nhiều chiếc xe hơi và hạ tầng cơ sở ở thủ đô Paris trong ngày thứ Bảy ngày 1 tháng 12, và sau đó còn xảy ra đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động. Điều này đang gia tăng áp lực lên chính quyền của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Emmanuel Macron trong bối cảnh ông vừa mới lên cầm quyền được 18 tháng. Ngay sau khi trở về từ Buenos Aires, Tổng thống Macron đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp cùng với các thành viên trong nội các để tìm cách ngăn chặn những vụ bạo loạn tương tự xảy ra. Cứ từ ngày 17 tháng 11 cho đến nay thì đã có hàng trăm người biểu tình bị bắt. Mục đích của phong trào tuần hành là nhằm để lên án chính sách tăng thuế nhiên liệu của Macron.